Cỏ dại là vấn đề nghiêm trọng trong nông nghiệp, gây cạnh tranh về nước, ánh sáng và dinh dưỡng với cây trồng, làm giảm năng suất và chất lượng của sản phẩm. Hãy dùng ngay thuốc trừ cỏ Grass King Gold 350, một giải pháp hiệu quả để kiểm soát các loại cỏ dại cứng đầu, với thành phần chính là glufosinate ammonium, được thiết kế để có thể diệt trừ tận gốc các loại cỏ hàng niên và cỏ đa niên, bao gồm những loại cỏ khó kiểm soát, ví dụ như là cỏ tranh, cỏ mầm trầu và cỏ ấm, là loại thuốc diệt cỏ lưu dẫn có khả năng tác động mạnh mẽ và hiệu quả kéo dài. Sản phẩm hoạt động bằng cách xâm nhập vào hệ thống của cỏ dại, diệt trừ tận gốc và ngăn chặn sự phát triển của chúng trong thời gian dài. Pha 100ml đến 150ml cho bình 25 lít nước. Bà con nào muốn mua có thể liên hệ số hotline 0776 400 038 hoặc truy cập vào website kỹsuhuy.vn.